Rồi này nữa rồi. Các chị ơi, các chị có xem được không ạ? Không hiểu mạng bên nhà em đang làm sao nữa. Đang sung thì lại, đang cao trào thì lại bị thoát ra. Không biết các chị có xem lại được chưa ạ? Chị Thủy ơi, xem lại xem được chưa? Ô vui nhờ. Đang sung. Bực mình quá các chị ơi, đang ra cho các chị tự nhiên thì bị ao ra, không hiểu cái mạng mãnh nó bị làm sao nữa. Trời thì không mưa, mạng lại yếu mà ba cái wifi liền. Trời ơi, chị ơi, đang like thì mạng tự nhiên bị đẩy ra ngoài các chị nhá. Rất là các chị luôn. Ơi, các chị nào xem lại thì cho em xin một chấm đi ạ. Đang like, đang cao trào cho các chị thì lại bị ao ra, bực mình chưa? Quá là bực mình luôn. Các chị ơi, các chị có xem lại được chưa ạ? Các chị xem lại được rồi thì cho em xin một chấm tương tác để các chị, để em biết là các chị đang xem được nhé các chị nhá. Chị nào đang xem thì cho em xin một chấm tương tác để cho em xem, để em biết là các chị đang xem được nhá. Rồi chị Thủy chấm cho em một chấm đi xem nào. Các chị ơi, có chị nào đang xem thì cho em xin một chấm đi ạ. Không hiểu sao là vừa nãy em đang like tự nhiên nó bị out ra mọi người ạ. Không hiểu cái mạng nó bị làm sao nữa. Rồi, các chị ơi, các chị đang xem 48 ký móc vừa chị ơi. Rồi, em chào chị Phương nhá, chào mọi người. Mọi người ơi, mọi người vào lại đi ạ. Mọi người vào lại đi ạ. Không hiểu mạng mánh nó bị làm sao rồi, đang like, đang cao trào, đang hay, đang bán hàng cho các chị thì lại bị out ra, buồn quá. Các chị vào đâu một chút em sẽ giới thiệu lại cái bạn đây nhá. Vượt nhá. Ok chị Mỹ Ánh Ngô 14 đen đang cười rồi. Ok chị Mỹ Ánh Ngô này. Cái mã này vừa đấy là mã bao nhiêu nhỉ các chị nhỉ? Em chẳng nhớ chị Mỹ Ánh Ngô ơi, chị Mỹ Ánh Ngô bây giờ yeah. Đang lại mã bao nhiêu chị nhỉ? Chị Mỹ Ánh Ngô nhỉ? Các chị ơi vừa đấy em đang lại mã này là mã bao nhiêu đấy ạ? Em quên mất rồi. Toán nhiều quá nên quên luôn. Có chị nào vừa nãy đang xem mà này bị out ra thì các chị vào xem lại đi ạ. Các chị có nhớ là em đang bàn mã này là mã bao nhiêu ạ? Ơi, chị nhớ xem là mã này mã bao nhiêu chị nhỉ? Mã 15, mã 15 hình như mã 15 à? Hình như thế. Thôi chơi hẳn mã 17 cho nó ấy sang nhỉ. Rồi à, cho thêm cái ảnh này. Rất là buồn luôn, em đang like tự nhiên bị out ra chị ạ. Các chị ai đang xem? À đây chị Huyền là 15 rồi, em cảm ơn chị Huyền nhá. Cảm ơn chị Huyền. Đây là mã 15 cả nhà ơi, đây là mã 15 các chị nhá. Em sẽ tiếp tục với mã 15 các chị này. Mã 15 là một cái mã hot hết ở bên nhà em. Các chị nhá, mặc cực kỳ là nổi da luôn ạ, cực kỳ đẹp luôn, rất vải thì khỏi bàn luôn. Rồi ok đẹp chị Phương được rồi em ơi. Rồi các chị vào lại đi ạ, các chị vào lại đi ạ. 15 rồi, em cảm ơn chị rất là nhiều. Đây là đây là mã 15 nha các chị nhá. Em thấy rất nhiều người thích mã 15 rồi nhưng mà lại chưa để lại số điện thoại đâu các chị nhá. Các chị vui lòng để lại số điện thoại giúp em để sáng ngày mai em gọi điện để chốt đơn các chị yêu nhá. Rồi, hiện tại là em đang mặc mã 15 nhá các chị nhá. Hiện tại là em đang mặc mã 15 này, 79k một áo thôi các chị gái ạ. 79k một áo, cái áo này có nơ ở trên cổ các chị gái nhá. Áo này có nơ ở trên cổ này các chị gái này. Rồi, nơ rất là xinh, màu đỏ rất là xinh nhá các chị nhá. Đây là mã 15 này, 79k một áo. Số lượng không còn nhiều đâu các chị gái ạ. Hết sạch hàng rồi, tối nay đến sáng ngày mai là hết sạch hàng luôn. Các chị tối nay mà không chốt là các chị sẽ tiếc đây ạ. Ngày mai là sẽ không còn hàng áo nơ màu đỏ này đâu các chị nhá. Chị Huỳnh Khang ơi, chị lấy 15 thì comment cho em 15 kèm theo số điện cho em nhá. Vâng ạ, đỏ đô các chị Bùi Thị Phương nha, đây là đỏ đô ạ. Đây là đỏ đô, cũng không phải là đỏ đô, nói chung là đỏ nhìn dịu đó các chị ạ, không phải đỏ rực rỡ đâu. Các chị ơi, các chị lấy 15 thì comment cho em 15 kèm theo số điện cho em nhá, phải có số điện thoại em mới chốt đơn các chị nhá. Không có số điện thoại thì em sẽ không chốt được hàng đâu. Không ship hàng cho chị à, chị ở đâu nhỉ? Chị gì đây? Chị Hoa Tre Mũi Đỗ. Chị Hoa Tre Mũi Đỗ, chị để lại số điện thoại cho em để sáng ngày mai em gọi điện tư vấn lại chị nhá. Còn hiện tại là em mặc mã 15 nha các chị gái nhá. Hiện tại là em mặc mã 15 các chị này, 79k một áo rồi. Chị nào lấy 15 thì comment là 15 các chị nhá. 15. Cái này các chị 65 kg đổ xuống thì các chị mặc vừa nhá. Cái mẫu này chỉ còn 4 cái này. Nãy giờ ở bên like kia là có rất là nhiều chị lấy rồi. À, anh quét luôn cái số điện thoại này kia nhá. 15 này các chị này, 15 cái số điện thoại để em chuẩn bị qua mẫu luôn các chị gái nhá. Bây giờ em sẽ qua mẫu luôn đây ạ. Sẽ qua mẫu luôn các chị gái này. Bây giờ mình qua luôn mã 16 các chị nhá. Mã 16 79k này, mã 16 79k này các chị. Các chị ơi, mã 16 đây rất là xinh luôn các chị gái ạ. Mã 16 là một cái mã pha gen màu bò cực kỳ là xinh và cực kỳ là lạ luôn. Độc lạ chỉ bên nhà Thủy Nguyễn mới có ạ. Độc quyền bên nhà Thủy Nguyễn mới có nha các chị nha. Giá thì cực kỳ là yêu thương ạ. 79k dành khách chia sẻ livestream, còn không chia sẻ giá là 99k. Sẽ giảm giá trực tiếp ngay 20.000 đồng đến 50.000 đồng dành khách chia sẻ livestream các chị nhá. Quá là đẹp luôn các chị này. Một cái áo pha ren cực kỳ là xinh, cực kỳ là điệu luôn các chị nhá. chị inbox rồi chứ. Chị Đỗ ơi, chị mà muốn mua hàng nhanh ấy thì chị để lại cho em xin số điện thoại ở trên đây nhá. 41 cân chị cao mét bao nhiêu? 41 cân không rộng đâu chị gái ạ. Tại vì đấy là màu đỏ nó cũng sáng mà. Không sợ rộng đâu chị gái ơi. Đây ạ, hiện tại là em đang qua má bao nhiêu? Má 16. Hiện tại là em đang qua mã 16 nhá. Đây là mẫu vàng bò rất là xinh các chị gái ơi. Màu vàng bò rất là xinh này các chị này, cổ gen này các chị ơi, cổ gen nhìn yêu chưa? Cổ gen màu vàng bò, cổ pha gen rất là xinh này các chị này. Đây nhá các chị chú ý này, 16 vàng nhá. 16 vàng này cũng không còn nhiều hàng đâu, nói chung là hàng nhà em hôm nay chỉ còn mỗi mẫu chỉ còn 10 chiếc, 10 chiếc, 15 chiếc là hết sạch hàng luôn các chị gái ạ. Đây nhá, ở dưới tay là cũng có gen này. Ở dưới tay cũng có gen rất xinh các chị nhá. Đây ạ. Cái này mà các chị mặc với kết hợp với vest thì không thể chê vào đâu được các chị gái nhá. Mặc với vest thì quá là đẹp luôn. 16 cộng số điện thoại, 16 cộng số điện thoại cho em để chốt hơn hàng nha mọi người. Đây ạ. Cổ pha gen này. Vải này các chị nhìn thấy vải không ạ? 79.000 một áo này. Quá là hạt rẻ luôn các chị gái ạ. 79.000 một áo thôi ạ. Chị Nguyễn Linh ơi, một tuần rồi mà chị chưa nhận được hàng thì chị vui lòng để lại số điện thoại và comment mang số khác cho em nhá. Chị nhận hàng mới cho em đi ạ. Một tuần rồi mà chị chưa nhận được hàng á. Cái này để ngày mai thì em sẽ liên lạc lại với bưu điện nhé chị nhá. Sao lại một tuần rồi mà chưa nhận được hàng nhờ? Một cái áo 16 rất là xinh luôn chị này. Một cái áo pha ren cực kỳ là đẹp luôn. Chất vải thì khỏi phải bàn luôn chứ chị nhá. Cực kỳ là đẹp luôn, màu vàng màu cực kỳ là yêu luôn này các chị này. Thế nào đến 16 này comment cho em 16 kèm theo cho em nha. Quá là đẹp luôn ạ. Quá là đẹp luôn, đóng thùng vào cũng rất là xinh các chị nhá. Đóng thùng vào cũng rất là đẹp luôn ạ. Đóng thùng vào rất là xinh. 16 kèm số điện thoại cho em nhá. Ơ điện thoại em chị sạc ở đâu đấy? Một tia. 16 là 79k các chị gái nhá. Cái này các chị 63kg đổ xuống các chị có thể mặc vừa này. 63kg đổ xuống mặc vừa này. Vừa nãy bên kia các đông rất là đông các chị đang xem. 16 rồi, ok cho lên cho chị Trà này. Các chị ơi, các chị chia sẻ lại bài giúp em đi ạ. Vừa nãy đang like ở bên kia nó bị out ra rất là buồn. Rất là nhiều chị đang chốt đơn hàng và có nhiều chị là chưa chốt được đơn hàng nào mà tự nhiên like nó bị like ra rất là buồn luôn. Các chị chia sẻ bài giúp em đi ạ. Các chị chia sẻ bài giúp em để các chị vào lại nào. Các chị chia sẻ bài giúp nhà Thủy Nguyễn nhá, để cho mọi người vào lại cái like này để mọi người cùng săn áo hàng giá rẻ nào mọi người ơi. 16 nhá các chị nhá. Còn hiện tại là em mặc 16 có 79.000 một áo nữa các chị ạ. Chị lấy 15 màu xanh nha. Rồi chị Phương ơi, chị để lại số điện thoại cho chị Phương. Các chị ơi, rồi em thấy chị Kim Ánh này, em thấy chị Kim Ánh nhá. Đây ạ. Vừa nãy chị nào chưa đặt được hàng thì các chị hãy vào like này nhá, vào like mới để đặt hàng này các chị này. Áo nhà em lúc nào cũng rẻ và đẹp, luôn đảm bảo chất lượng cho mọi người nhá. Luôn luôn đảm bảo chất lượng cho mọi người luôn. Áo em đang mặc hiện tại là 79k các chị nhá. Kim nha. 79k các chị gái này, rất là rẻ luôn ạ. Mã 16 cực kỳ là xinh luôn, mặc rất là nổi da luôn các chị nhá. Một cái áo màu bò cực kỳ là yêu luôn, có pha gen ở cổ. Pha gen này. Các chị gái ơi, nhìn pha gen ở cổ nhìn xinh chưa? Em nói thật với các chị mà hay mặc vest ấy, các chị mà mua không mua này là các chị tiếc luôn. Mix với vest là rất là đẹp luôn nhá. Các chị để mặc trơn cũng đẹp luôn các chị ạ. 79k một áo. Có 79k một áo thôi các chị gái nhá, 79k. Chị chuẩn bị qua mẫu 14 luôn chị. Rồi ai lấy 16 này comment lên là 16 kèm theo lên nhá. Mười bốn kèm số điện thoại nha các chị nhá. Để em qua mã 15 đây. À đây, em sẽ like cái mã này cho các chị này. Cái mã này nhá các chị nhá. Cái mã thần thánh bên nhà em cực kỳ đẹp luôn, màu tím mộng mơ luôn các chị nhá. Mã 15 các chị này, mã 15 là cái mã mẫu thần thánh màu tím này. Còn rất là nhiều, rất là ít hàng đây. Cái mẫu lẻ này cũng like nó cho các chị này. Bây giờ qua luôn mã 17 các chị nhá. Mã 17 cực kỳ là yêu luôn, mã 17 đúng không nhỉ? Mã 17 cực kỳ là xinh luôn cái này các chị này. Thế nào lấy 17 thì comment cho em là 17 cho em ạ. Mã 17 là một cái áo màu tím thủy chung cực kỳ là đẹp luôn các chị nhá. Màu tím mộng mơ này các chị này. Có thắt dây ở cổ cực kỳ là xinh luôn. Mã 17 này. 79k là khách chia sẻ livestream nhá. Thế nào không chia sẻ giá là 9k. 17 nha các chị gái ơi, 17 này. Màu tím xinh chưa các chị ơi, 19 màu tím xinh chưa luôn này. 17 79k các chị gái ơi, 17 ạ. Màu tím rất là đẹp này, màu tím sau đó nó có pha ngọc ngọc ở cổ nổi quá là nổi luôn các chị gái này. Đây ạ. Đứng gần để cho các chị nhìn kỹ cái cổ này các chị nhìn thấy xinh chưa? Màu tím rồi còn lại pha màu trắng nữa, nó quá là nổi luôn các chị nhá. 17 kèm số điện thoại. 17 này không còn nhiều hàng các chị gái nhá. Màu tím nhá. 17 này cũng không còn nhiều hàng đâu, khan hiếm hàng, còn rất là ít hàng. 17 này không có nhiều hàng, các chị lưu ý này, 17 không có nhiều hàng đâu nên nhà em chỉ bán một lúc thôi các chị nhá. Bán 2-3 phút là sẽ qua mẫu 18 luôn các chị nhá. Bán 2 phút đến 3 phút là qua mẫu 18 luôn các chị này. 17 79k nữa các chị ạ. Vải các chị nhìn vải đi. Các chị cứ nhìn vải đi. Các chị mà mua hàng ở đâu mà các chị mua phải hàng kém chất lượng thì các chị hãy qua ngay nhà Thủy Nguyễn nhá. Sẽ không làm các chị thất vọng đâu các chị ạ. 79.000 sẽ không làm các chị thất vọng đâu ạ. 17 kèm số điện thoại các chị nhá. 17 không có màu khác đâu chị ơi. Chị cô gái Hồng Phạm ơi, 17 thì không có màu khác đâu chị gái ạ. 17 chỉ có màu tím thôi và màu tím cũng gần hết hàng rồi chị cô gái Hồng Phạm ạ. Áo đẹp quá, đúng rồi, rất là đẹp luôn chị ạ. Cái màu tím này rất là nổi, nó có pha ngọc rất là màu trắng và màu đen chị nhá. Màu trắng màu đen nữa ạ. Để em tìm xem có màu trắng không chị nhá, để xem tìm xem. À đây, à không phải, màu trắng đen đấy. 17 này, 17 chị nhá. 17 để em xem tìm xem có màu trắng không các chị nhá. Để em tìm đã. Tại vì mỗi mẫu nó chỉ còn lẻ 2-3 chiếc nên là lẫn lộn hàng không biết ở đâu hết rồi. 17 kèm số điện thoại cho em nào. 79k một áo các chị gái nhá, rất là đẹp luôn. Màu tím đây rất là đẹp luôn, dáng áo này các chị này. Đứng xa cho mọi người nhìn kỹ dáng áo này. Dáng áo mọi người thấy đẹp chưa? Đẹp mê ly luôn các chị nhá. Đây ạ, dáng áo đằng sau rất là đẹp các chị này. Đằng sau hay là đằng trước đều rất là đẹp các chị gái nhá, rất là đẹp luôn. 79k một áo luôn các chị gái ạ. Ở trên bên trên nhá, đây ạ, nó có dây ở cổ này. Có dây rút ở cổ mọi người nhá, rất là đẹp luôn này. 79k một áo quá là rẻ luôn. Tự hỏi là sao nhà mình lại bán rẻ mà lại đẹp như thế này. Cái áo quá là ưng luôn các chị ạ. Khi nào lấy 17 thì comment là 17 để lại số điện thoại ạ. Có 1-2 cái màu trắng nhau, không biết bây giờ nó thất lạc đâu rồi các chị ạ. Có màu trắng và màu đen các chị nhá. Các chị lấy màu nào thì comment riêng cả màu cho em nhá. Nhưng mà bây giờ có 3 màu này. Trắng, đỏ, đen các chị nhá. À trắng, đen, tím ạ. Đây ạ, 17 kèm số điện thoại cho em nhá. 79k thôi các chị gái ạ, 79k thôi. 79k một áo rất là rẻ luôn. Các chị không mua là tiếc luôn đấy ạ. Nãy giờ cũng khá chị lấy 17, nhiều 17 rồi, 17 chuẩn bị hết hàng rồi nhá. Chị nào lấy 17 comment là 17 để em chuẩn bị qua mã 18 nhá các chị gái nhá. Chị nào lấy 17 comment là 17 đi ạ. Em sẽ chuẩn bị qua mã 18 đây, 79k một áo nhá. Chị Phương ơi, chị Phương có số điện thoại rồi đúng không ạ? Mã 17 ok chị Phương nhá. Chị Phương cứ comment cả 17 cả số điện thoại cho em nhá. Để tránh trường hợp nhầm sang chị Phương khác. Ví dụ chị Phương ở Hòa Bình khác với chị Phương ở Nghệ An đúng không ạ? Nên chị Phương lấy 17, chị Phương cứ để lại cả số điện thoại cho em nhá. 17 dồn đơn thì các chị cứ để lại cả số điện thoại cho em nhá các chị gái nhá. Đây ạ. Chuẩn bị qua mã 18 comment cho em cả số điện thoại em chị Bùi Thị Phương nhá. Phải có số điện thoại bên em cho đơn ạ, còn không số điện thoại em hủy đơn luôn các chị nhá. Đây ạ, 17 nhá, chị Phương có số điện thoại ở trên rồi. 17 cộng số điện thoại em chuẩn bị qua hàng đây ạ. 17 cộng số điện thoại nhá. Cái đó là 79k chị ơi, 65kg đồ xuống đi mặc vừa nhá. 65kg đồ xuống mặc vừa nhá. Ok, cô Ngọc Họ Phạm chốt cho chị cô Ngọc Họ Phạm nhé. Chắc chắn là chốt cho chị cô Ngọc Họ Phạm rồi. 17 kèm số điện thoại đấy ạ. Đúng rồi các chị ơi, toàn áo đẹp, quan trọng là giá rất là rẻ. Giá rẻ mà lại chất lượng lại đẹp nữa. Các chị không mua thì thấy tiếc luôn đấy ạ. 17 nhá. Bây giờ em sẽ qua mã 18 các chị gái này. Ôi hay nước rồi. Bây giờ qua mã 18 này, ai lấy 17 thì comment cho em 17 nhá. Chị Quỳnh ơi, chị 17 đặt trước mà. Chị Quỳnh Ha cứ để lại số điện thoại thì sẽ có hàng nhá chị Quỳnh Ha nhá. Các chị ơi, 17 có 3 màu chị nhá, màu trắng này, màu đen và màu tím các chị nhá. Các chị lấy màu nào thì comment cho em cả màu cho em ạ. À đây các chị mặc được trễ vai này các chị gái này. Mặc được cả trễ vai rất là xinh này. Đây nhá. 17 các chị mặc ở trễ vai cũng rất là xinh này. Hoặc là các chị co lên cũng rất là đẹp luôn các chị nhá. Đây, co lên là một dáng áo khác và trễ vai là một dáng áo khác. Chị nào lấy 17 ở comment là mẹ em chuẩn bị qua mã 18 đây ạ. Bây giờ nó qua mã 18 các chị nhá. Mã 18 cực kỳ là xinh luôn, lại là một cái áo pha tên thần thánh bên nhà em, hot hit ở bên nhà em đây các chị này. Ôi số chị ơi, mã 18. Các chị gái ơi, 18 đẹp 18 là áo quá là đẹp luôn các chị ạ. 18 này cũng rất là ít hàng luôn các chị gái ơi. Số lượng gọn các chị nhá. Mã 18 nhanh tay thì còn các chị nhá. Mã 18 nhanh tay thì còn cầm tay để hết luôn chị này. Các chị ơi, chiếc đây ạ. Các chị hãy nhìn cái tay áo trước đi này. Mã 18 đây. Thả thính trước cái tay này các chị gái này. Mã 18 đẹp hút hồn luôn các chị gái ạ. Đẹp hút hồn luôn các chị nhá. Này, ok 18 này. 18 này. 18 là một cái áo pha ren cực kỳ là đẹp luôn, cực kỳ là xinh luôn các chị nhá. Nhanh tay thì còn mà chậm tay lấy hết ngay các chị nhá. Mã 18 này các chị gái, 18 pha ren. 18 pha ren nhá mọi người nhá, đẹp chưa? Đây ạ. Có tay ren ở. Có tay ở ren này mọi người này. Cái gen này rất là chắc chắn nhá mọi người nhá. Không phải là gen vớ vẩn, gen móng bỏng mà mặc một lần thông rách đâu. Đây là gen rất là đẹp các chị gái nhá. 18 đi ạ. 79k một áo quá là rẻ luôn các chị gái ơi. 79k một áo. 79k một áo thôi các tình yêu nhá. Má đây rất là đẹp luôn này. 18 nhỉ? Đúng rồi, 18. Màu ở trong và giống màu ở ngoài không là thế nào hả chị? Giống chị ơi. 1m50 1m cân vừa. Ở trong nhiều chị. Ôi rồi chị ơi, chị đừng hỏi như thế. Bây giờ em là người bán hàng, chẳng nhẽ em mà không tầm đúng không? Em mà không đẹp thì ai các chị mua? Nói chung là các chị mua hàng thì các chị tự cảm nhận đi. Các chị tự cảm nhận là thật nhất. Còn nhà em bán hàng như thế nào thì em sẽ gửi cho các chị như thế, các chị yên tâm. Các chị yên tâm, tại vì nhà em không phải bán hàng một lần để cho các chị chạy mất dép đâu. Bán hàng để làm sao mà các chị nhận được cái áo, sau đó lần sau các chị mua áo đó các chị lại phải nhớ đến nhà Thủy Nguyễn luôn. Áo này đang đẹp, áo nào cũng đẹp hết. Đúng rồi, áo nào cũng đẹp hết chị Huỳnh Kha, em cảm ơn chị Huỳnh Kha nhá. Còn hiện tại là em đang mặc mã 18 mà chị. 18 đấy ạ. 18 nhá. 18 đây các chị này, 18 là áo pha gen ở đây rất là xinh luôn các chị gái ạ. Áo pha gen ở đây nhìn rất là diện, nhìn rất là sang luôn các chị nhá. Áo lên pha gen ở cổ và tay rất là sang và rất là diện luôn. 79k một áo các chị gái ơi, 79k. Comment là 18 cộng số điện thoại cho em nào. Đây là màu đỏ đô pha gen lên nha mọi người nhá. Màu đỏ đô ở bên ngoài nhìn sáng hơn, nhìn tươi hơn mọi người ạ. Đây ạ. Mọi người có nhìn thấy không ạ? Nó pha gen ở tay rất là đẹp này. Pha gen ở tay rất là đẹp luôn nhá. Đây là đằng sau này. Đằng sau này rất là đẹp luôn. Chị đang lấy 18 thì comment là 18 nhá. 18 cộng số điện thoại. Chị Long Vân ơi, chị để lại cả số điện thoại cho em đi ạ. Rất là đẹp luôn cái tình yêu này. Ai lấy 18 nhanh tay comment cho em, không phải hết hàng các chị nhá. Hàng này thì còn số lượng rất là ít thôi. Nên thế nào nhanh tay thì còn mà chậm tay lấy hết nhanh các chị nhá. Đúng rồi. Chị Long Vân ơi, lấy 18 đây comment cho em, okay, cả số đơn cho chị Long Vân nhá. Chị Phương ơi, số đơn cho chị Bùi Thị Phương nhá. Hàng này cực kỳ đẹp luôn các chị ạ. Các chị ơi, rất là đẹp luôn. Nút chia sẻ đi ạ. Rất là đẹp luôn này. Giá ngay 20.000 đồng 50.000 đồng các chị nhá. Rất là xinh luôn các chị này, rất là xinh luôn, ác xinh quá. Rất là đẹp luôn các chị nhá. 18 cộng số điện thoại cho em nào. 18 cộng số điện thoại cho em để được chốt đơn hàng. Cái áo này giờ sau cũng không về đâu. Về lần này là về lần cuối rồi các chị gái ạ. Cái mẫu này là về lần cuối rồi các chị gái nhá. Lần sau cũng sẽ không còn hàng đâu các chị ơi. Áo len pha gen rất là xinh luôn. Có 79k một áo. Chị nào lấy 18 comment là 18 nhá. 18 cộng số điện thoại để được chốt hàng nào. 18 quá là xinh luôn. Một cái áo pha gen cực kỳ là yêu luôn các chị nhá. Hàng này chỉ bên nhà Thủy Nguyễn mới có này, không ở bên nào có đâu ạ. Đúng rồi. Giá này cực kỳ là rẻ luôn các chị nhá. Giá rẻ tụt quần luôn này, cũng 79k luôn các tình yêu ạ. 79k cho một cái áo pha gen quá là yêu luôn các chị nhá. Em đố các chị tìm đâu được cái áo đẹp như này mà giá 79k. Ở kể các chị đi Ninh Nghiệp, đi các chợ đầu mối cũng không thể nào mua được cái áo đẹp như này mà giá 79k đâu chị ạ. Số lượng có hạn đó các chị ạ. Thế nào nhanh tay thì còn, chập tay là hết ngay các chị nhá. 79k 18 nhá. Chị nào lấy 18 thì comment là 18 để em chuẩn bị qua mã 19 luôn cho các chị đây ạ. Rồi em qua mã 19 các chị nhá. Mã 18 nào. Ai lấy thì comment nhanh tay cho em ạ, là mã 19 cho em ạ. Mã 19 kèm theo số điện thoại cho em nhá. Bây giờ em qua luôn mã 18 à, mã 19 này. Mã 19 là một cái áo vàng cực kỳ là xinh luôn này. Áo pha gen là mã 18. Ai lấy mã 18 thì comment cho em là 18 kèm theo số điện thoại cho em nhá. Mã 19 thì cực kỳ là xinh luôn này. 79k luôn các chị nhá. Bây giờ là mã 19 này. Mã 19 ạ. Là áo màu vàng cực kỳ nổi da luôn này, một cái mã hot hết ở bên nhà em luôn các chị nhá. 79k là số lượng có hạn luôn các chị nhá. Thế nào nhanh tay thì đặt hàng cho em ạ. 19 cực kỳ là xinh luôn, màu vàng quá nổi da luôn này các chị này. Một cái áo cổ đức cực kỳ là xinh luôn. Rất là đẹp luôn cái tình yêu này. Mã 18 này quá là xinh luôn, màu vàng cực kỳ là yêu ạ. À. Tay có pha đen ở rất là xinh luôn. Quá đẹp cho một cái tình luôn này, mặc cực kỳ nổi da luôn các chị nhá. Quá đẹp luôn này. Thế nào lấy thì nhanh tay comment lên là mã 19 nhá. Mã 19 em chỉ còn vài chục cái thôi ạ. Có chục cái là hết luôn các chị nhá. Thế nào lấy thì comment nhanh tay cho em ạ. Không lấy hết hàng lên chị nhá. Mã 18 lên ạ. 18 quá là xinh luôn này các chị này. 19, 18 đâu 19, 19 đây là 19 ạ. 17 mình tím lên. Rồi ok bạn Hồng Quốc Hoa Phạm nhá. Bạn Công Hoa Phạm để lại số điện cho mình nhá. Để lại số điện vào like này giúp cho mình ạ. Mình muốn lấy xỉ, chị lấy xỉ chị nhắn tin qua Messenger cho em nhá, hoặc là chị cứ để lại số điện thoại đi. Ngày mai chị Trang Cáo ơi, chị muốn lấy xỉ thì comment cho em ạ. Chị Trang Cáo và chị Thư Nguyễn này, chị muốn lấy xỉ thì comment cho em là xỉ kèm theo số điện thoại cho em để sáng ngày mai em sẽ gọi điện để chốt giá xỉ và chốt đơn xỉ luôn các chị nhá. Đây là mã 19 các chị nhá. Mã 19 cực kỳ là xinh luôn và số lượng có hạn các chị nhá. Nhanh tay là có hàng, áo này đẹp quá là hết hàng luôn các chị nhá. Thế đôi áo này đẹp quá, 75 cân thì mặc hơi kích rồi. 75 cân thì mặc vừa ôm ấy chị nhá. 75 cân thì chuyển sang áo cánh rơi chị ạ. Áo cánh rơi 75 cân thì mặc vừa nhá. Ok Thanh Đào mã 19 nhá. Mã 19 xinh lắm luôn này. Mình đậu một cái rồi. Rồi ok bạn nhá. Cô Ngô Phạm ơi, để lại số điện thoại giúp mình nha. Cô Ngô Phạm nha, để lại số điện thoại vào cái like này giúp mình đi ạ. Ok, chị Huỳnh Kha màu tím 17 này. Cô bé đẹp nhỉ rồi. Cảm ơn bạn Trần Quang Vũ nha. Áo 19 này. Ok, cô Ngô Phạm mình ở số điện thoại của bạn rồi nhá. Mã 19 rất là xinh luôn này các chị này. Quá là xinh luôn các chị ơi. Đây ạ. Mặc màu vàng này không thể chê vào đâu được các chị ạ. Quá là dễ bích nổ, quá là sáng da, không hề kén da một chút nào. Rồi, vàng để lại số điện thoại nhá. Đây là mã 19, chị nào lấy 19 đi comment là 19 đi. Rất là đẹp luôn các chị ạ. Áo cổ sen rất là yêu luôn, màu vàng rất là đẹp luôn, nổi da luôn các chị nhá. Mà cực kỳ là nổi da luôn, không hề kén dáng. Cái dáng áo này nó cũng không hề kén dáng một chút nào. Các chị đậm người một chút cũng để mặc vừa. Và các chị gầy cũng để mặc vừa đấy các chị nhá. Đập người thì mặc cái này nó có thể che bụng nhá. Còn gầy thì sao? Gầy mặc màu vàng là sẽ nổi người lên nhá, nó sẽ làm đập cái người mình lên thì sẽ không bị gầy nữa. Hiện tại 18 chỉ có màu này thôi. Cái màu này có màu gì ở đây? Màu đỏ. Màu đỏ chị gái ơi. Có cả màu đỏ đây chị ơi. Có cả màu đỏ này lôi ra cho em. Có màu đỏ và màu vàng các chị nhá. Cái này 65kg đâu số màu vừa nhá. Chị Hoàng ơi, chị lấy 19 comment cả số điện thoại bên cạnh cho em để được chốt hàng chị gái nhá. 19 comment cả số điện thoại bên cạnh ạ. 19 69k chị Hồng ơi, 79k thôi ạ. Đúng rồi chị Bụi Cát ơi, áo len ạ. Bây giờ là mùa đông rồi nhé, chỉ chuyên bản áo len Quảng Châu thôi các chị lưu ý nhá. Bên hàng Nhạc Thịnh Nguyễn thì chuyên áo len Quảng Châu thôi ạ. Có cái áo màu vàng nào không phối không em? Màu vàng trơn hết hả chị? Màu vàng trơn hết. Có chị gái ơi, màu vàng trơn hết thì có mã 01 chị gái ạ. Mã 01 là màu vàng trơn hết nhé chị gái nhá. Phối này cũng xinh mà chị. Phối này nhìn thấy cổ của mình nó nổi mà các chị gái. Đây ạ, 79k một áo các chị gái này. 79k một áo, có cả màu đỏ các chị gái nhá. Có cả màu đỏ đây ạ. Rất là xinh luôn, thế nào lấy 19 thì comment nhanh tay duyên là 19 kèm theo số điện em ạ. 19 có hai màu ạ. Màu vàng và màu đỏ các chị nhá. Cực kỳ là xinh luôn. Ok, bạn Thanh Hạnh một cái mã 19 này, bạn Thúy Hạnh một cái mã 19 này. Đây này các chị gái ơi, 79k có hai màu ạ. Giá nó rất là đẹp. Màu vàng và màu đỏ đâu này, xinh luôn. Giá đằng sau các chị nhìn thấy giá đằng sau rất là đẹp luôn nhá. 79k một áo đây ạ. Bạn ơi, bạn mặc áo canh đỏ đi. Em vừa mặc xong chị Thanh Đào ơi, em vừa mặc xong. Tí nữa em kết thúc livestream chị có thể quay lại livestream xem nhá. 79k, 79k, 79k các chị gái ơi, có cả màu đỏ này. Chị nào thích màu đỏ thì comment 19 cộng màu cộng số điện thoại cho em nhá. 19 nhà em hiện tại có hai màu các chị gái nhá. Màu vàng như em đang mặc, màu đỏ nhá. Màu nào mặc lên rất là nổi da luôn đây ạ. Màu vàng xinh chưa? 79k các chị nhá. 79k. Tí nữa em cũng phải lấy một cái áo này để em mặc luôn. Đẹp quá. Cái áo này quá là đẹp luôn các chị ạ. Tí nữa em cũng phải lấy một cái để em mặc. Rồi bây giờ sẽ qua luôn mã 20 các chị nhá. Ai lấy 19 thì comment cho em là 19 cho em ạ. Mã 19 thì còn rất là ít thôi các chị nhá. Màu vàng cực kỳ nổi da, ai thích màu đỏ cũng rất là xinh luôn. Thế nào lấy màu đỏ thì comment cho em là 19 đỏ, ai lấy màu vàng comment cho em 19 vàng cho em ạ. Quá đẹp luôn các chị này. Bây giờ sẽ qua mã 20 chị nhá. Mã 20 79k dành cách chia sẻ livestream ạ. Ai lấy mã 19 thì nhanh tay comment giúp em là 19 cho em nhé. Số lượng có hạn rồi các chị nhá. Nhanh tay thì còn mà chậm tay lấy hết nhanh chị nhá. Ok chị Liên với một cái mã 19 màu vàng này. Ok Ngọc Hoàng một cái mã 19 màu vàng nhá. Bây giờ sẽ qua mã 20 các chị nhá. Mã 20 là một cái áo màu đen, pha đen cực kỳ là xinh luôn, cực kỳ là yêu luôn các chị nhá. Đây ạ, các chị ơi mã 19 này, mã 19. Mã 19 là áo pha gen các chị nhá. Đây là áo pha gen ạ. Áo pha gen cũng có giá là 79k thôi các chị ạ. Đây là áo 19 pha gen ở cổ các chị nhìn thấy không ạ? Nó có pha gen ở cổ này, sẽ tiến gần màn hình cho một chút để mọi người nhìn thấy cái rõ cái len ở cổ nhá. Không đứng xa mọi người sẽ không nhìn thấy tại vì đây là cái màu đen. Đứng xa nó sẽ hơi bị tối, đứng xa một lát nữa em sẽ đứng xa cho mọi người nhìn cả dáng áo nhá. Còn bây giờ sẽ đứng gần để cho các chị nhìn thấy cái gen ở cổ nó đẹp như thế nào các chị này. Quá là đẹp luôn. 1m55 11 cân vừa xinh nhá chị Phương ơi, vừa ạ. Rồi, chị Thúy Hạnh ơi, chị lấy màu đỏ chị comment là 19 đỏ cộng số điện thoại nhá. 20 rồi. À đúng rồi, đây em nhầm nha mọi người nhá. Đây là áo 20 ạ. Đây là 20 nha mọi người nhá. Đây là mã 20, 79k. Cái này các chị tầm 65kg mặc vừa nhá. 65kg xuống thì các chị mặc vừa ạ. Chị nào lấy 19 thì comment là 19 đi ạ. Mười chín kèm số điện thoại để chốt hàng nhỉ. 20 kèm số điện thoại để chốt hàng, quen mồm 19 cơ. Đây là pha gen ở cổ đấy các chị gái này, pha gen ở cổ nhá, pha gen ở cổ rất là xinh luôn. 79k một áo các chị nhá. Cái này các chị 65kg xuống mặc vừa các chị gái nhá. Dáng áo đây các chị này. Các chị nhìn thấy dáng áo không ạ? Các chị nhìn thấy dáng áo rất là đẹp luôn các chị này. Không thể chê vào đâu luôn được ạ. Dáng áo nó quá là đẹp luôn ạ. 79k một áo. Đúng rồi ạ, nó chỉ là khác màu thôi chị gái ạ. Nó chỉ là khác màu thôi các chị ạ. Đây là má 20 các chị gái ơi, đây là má 20 nhá. Em nhầm ạ, em nhầm, đây là má 20 không phải 19 nữa các chị nhá. Đây là má 20 nhá. Ship về hormone là 30k. Ship về hormone là 30k chị gái ơi. 75 cân thì chị chuyển sang dáng gì nhỉ? Dáng cánh rơi chị gái nhá. Rồi đợi em qua mẫu này em sẽ mặc áo cánh rơi 75 cân chị nhá. 75 cân mặc áo cánh rơi là vừa đấy ạ. 19 vàng 2 cái. Ok chị Yến Chi này, 19 vàng 2 cái. 19 cũng rất là đẹp luôn các chị ạ. 19 màu vàng đấy mặc rất là đẹp luôn. Rồi 12 màu đỏ. Nghĩa là 12 và 19 vừa nãy giống nhau, nó chỉ khác màu thôi chị gái ạ. Ship về Hương Yên là 30k các chị gái ơi. Ship đồng giá là 30k. Ở rất là nhiều chị lấy 20 nhưng mà không để lại số điện thoại đi bên nhà em sẽ không chốt hàng đâu các chị gái nhá. Không có số điện thoại thì sẽ không chốt hàng đâu ạ. Các chị ơi, em thấy rất nhiều người thích mã 20 rồi nhưng mà chưa có số điện thoại cho em nha. Chị Tuấn Anh ơi, chị để lại số điện thoại cho em nha. Phải có số điện thoại bên em chốt đơn hàng, còn không số điện thoại em hủy đơn luôn các chị nhá. Mã 20 kèm theo số điện thoại cho em ạ. Mã 21 sẽ qua một cái áo cánh rơi các chị nhá. Mã 20, ok Tuấn Anh này, Tuấn Anh ơi để lại số điện cho mình nha. Phải có số điện bên em chứ đâu chị nhá, còn không số điện em hủy ra luôn chị nhá. Áo này là 79k chị gái ơi, 79k một áo ạ. 79k một áo nhá các chị nhá, 79k một áo ạ. Ok Yến Chi màu vàng nhá, 19 màu vàng ạ. Còn hiện tại là em đang mặc má 20 các chị gái nhá. Đây là áo len ôm. Đây là áo len ôm pha ren ở cổ các chị gái nhá. Mời chị Trúc Nguyễn một cái mã 19 này, mã 20 này, cho chị Anh Đào một cái mã 20, cho chị cũng không phạm một cái mã 12 nhá. Cho chị Trinh Nguyễn một cái mã 20 này, cho chị Việt Phạm một mã 20 nhá. Ok, Bình Nguyễn mã 19 và mã 20. 65 cân đổ số mặc vừa nhá. 65 cân đổ số đi mặc vừa. Qua mẫu này em sẽ qua áo cánh rơi các chị này. Ai lấy 19 thì comment cho em 19 cho em ạ. Mã 20 mình sẽ làm một cái mã cánh rơi cực kỳ là xinh luôn ạ. Tuấn Anh là anh chứ không phải là chị. Rồi ok, anh Tuấn Anh nha. Mẫu 20 thì lấy một cái màu đỏ vàng. Ôi rồi ok, cũng không phạm này. Bây giờ mình sẽ qua luôn một cái mã 21 nha. Mã 21 là một cái áo cánh rơi cực kỳ là xinh luôn, một cái hàng hot hit ở bên nhà em luôn các chị nhá. Ok, Dũng Phạm một cái mã 20 này. Ok, Quang Hiền một cái mã 20 này. Bây giờ mình sẽ qua mã 21 này. Mã 21 là áo cánh rơi các chị nhá. Mã 20 là một cái áo cánh rơi cực kỳ là xinh luôn này các chị này. Cho em 21, mã 21 là cánh rơi ạ. Mã 21 là một cái áo cánh rơi rất là xinh luôn các chị nhá. Sẽ là 79k rồi cách chia sẻ livestream ạ, còn không chia sẻ giá là 99k chị nhá. Chị ơi, chị Ô Hà Phạm ơi, 10 cái được xỉ chị cái nhá. 10 cái trở lên thì được xỉ ạ. Em ở đâu vậy? Em ở khu công nghiệp Phú Nghĩa, Trương Mỹ, Hà Nội chị gái ơi. Hiện tại là em đang qua mã 21 các chị gái này. Hiện tại là em đang qua mã 21 các chị nhá. Mã 21 là áo cánh rơi các chị này. Chị Hà ơi, chị nhặt lại cho em nhá, để lại số điện thoại cho em ạ và mã số cho em để mình ngày mai cho lại các chị nhá. Cái áo này xinh cực luôn các chị ạ. Áo cánh rơi nhìn xinh cực luôn các chị này. Các chị nhìn form áo không? Form áo rất là đẹp luôn các chị gái này. Form áo rơi rất là đẹp luôn các chị nhá. Rơi rất là nhẹ luôn, không rơi quá nhiều. Rơi vừa tầm rất là xinh các chị nhìn này, dáng áo không ạ? Rất là đẹp luôn nhá. Cái này các chị 75 cân mặc vừa đấy ạ. 75 cân mặc vừa nhá đây ạ. Đây nhá, đây là đằng sau này các chị gái này. Đây là đằng sau rất là đẹp luôn nhá. Đây ạ. 79k một áo thôi ạ. 79k một áo các chị nhá. Áo treo là 79 ạ. Áo treo canh mặc là 79 nhưng vừa nãy em ra em cũng không nhớ là mặc bao nhiêu nữa. 79k canh đang mặc nhá. Áo em đang mặc cũng giá là 79k. Áo 79k nhá các chị nhá. Áo canh mặc thì mọi người comment rất là canh nhá. Không áo cánh rơi của lọ đâu chị ạ. Áo cánh rơi của tim thì nhìn mới xinh các chị này, nhìn nó mới thoát cái cổ các chị ơi. Đây ạ. Áo cánh rơi của tim rất là xinh các chị này. Màu đỏ mặc lên rất là nổi luôn các chị nhá. Chị nào lấy áo cánh rơi thì hãy comment là 21 cộng số điện thoại bên cạnh cho em nhá. 21 cộng số điện thoại bên cạnh cho em để nó chốt hàng các chị gái nhá. Cánh rơi vừa phải, không quá nhiều, không quá rơi quá nhiều nên rất là xinh. Ai lấy cánh rơi thì comment cho em là 21 cho em ạ. Hàng rất là đẹp luôn, chất vải thì quá là đẹp luôn các chị nhá. Từng đường chim kim mũi chỉ cực kỳ là tinh tế luôn ạ. Được rồi, chị có ngốc Phạm Phạm ơi, phải 10 cái trở lên thì mới xỉ chị gái nhá. Em bán xỉ từ 20 cái từ 10 cái cho lên ạ. Thế nào mà lấy xỉ thì comment ra là xỉ kèm theo số điện thoại em nhé, để ngày mai em gọi điện để chốt đơn cái gì nhá. Chốt đơn và báo xỉ luôn cái gì nhá. Mã 21 là cánh rơi cực kỳ là xinh luôn ạ, chân váy không có đâu chị ạ. Chân váy không có đâu chị gái ơi, nhà em chỉ chuyên hàng Quảng Châu, áo len Quảng Châu thôi các chị gái nhá. Rồi bây giờ nó qua mã 22 này, ai lấy 21 thì comment nhanh tay cho em là 21 cho em ạ. Qua mã 22 luôn các chị này. Em lấy qua nhanh để các chị nghỉ sớm với chị nhá. Mã 21 là áo cánh dây màu đỏ cực kỳ là xinh luôn, rất là nổi da luôn chị nhá. Thế nào mà lấy thì comment nhanh tay cho em là 21 cho em ạ. Hàng cánh đây số lượng rất là ít luôn ạ. Thế nào lấy nhìn tay còn may em ạ, không lấy hết hàng các chị nhá. Có 5 cái đấy ạ, chỉ có 5 cái duy nhất ạ. Chế nào lấy cánh dây còn em nhìn tay em là 21 em ạ. Quá là xinh, quá là đẹp luôn các chị nhá. Rồi hôm nay cánh dây thì có một màu thôi chị ạ, có màu đỏ đấy ạ. Lại qua mẫu thần thánh cho các chị này. Cái mã màu này cũng không còn nhiều hàng các chị nhá. Các chị ơi, cái màu xanh em đang mặc cũng không còn nhiều hàng nữa ạ. Cái màu xanh này là màu thần thánh, áo thần thánh đây màu xanh của chị cơ rất là ít hàng. Giá xỉ thì thế nào bao nhiêu tiền một cái? Chị ơi, xỉ để lại số điện thoại ngày mai nhé, em sẽ gọi nhá. Xỉ 10 chiếc trở lên chị Hà Khanh ơi, để lại số điện thoại ngày mai nhé, em sẽ có người tư vấn cho chị nhá, chị Hà Khanh nhá. Xỉ 10 chiếc trở lên các chị cứ để lại số điện thoại thì ngày mai sẽ có người gọi điện tư vấn cho mọi người luôn nhá. Còn hiện tại là em đang mặc mã 22 ạ. Mã 22 các chị nhá, mã 22 này là mã thần thánh, cũng chỉ còn ít hàng, rất là kham hiếm hàng. Cái mã 22 các chị có Hồng Duyên nhá, Hồng Duyên ơi, để lại mã 19 kèm theo số điện thoại em nhá. Đúng rồi, các chị xem hàng nhà em rồi các chị biết đúng không ạ? Cái mã này là cái mã thần thánh bên nhà em, không phải là ngày nào cũng có hàng đâu ạ. Về rất là ít hàng luôn các chị nhá. Cái mã 22 là cái mã hàng rất là kham hiếm luôn, rất là ham hiếm luôn các chị ạ. Lên áo tay ngắn đi chị. Chị ơi, bây giờ là mùa đông rồi nhé, em sẽ chuyên áo len khoảng trong tay dài các chị nhá. Tay ngắn thì chỉ có áo gì nhỉ? Áo giữ nhiệt thôi chị ạ. Áo giữ nhiệt thôi ạ chị ạ. Tay ngắn thì hiện tại chỉ có áo giữ nhiệt thôi chị nhá. Cho chị Nguyễn một cái mã 22 này, cho chị anh Đào mã 12, cho chị Trúc Nguyễn một cái mã 12 này. Chính là lấy 12 để comment tay cho em là 32 cho em ạ. 12 79 hàng rất là ít thôi ạ. Chị Hồng ơi, chị Hồng bầu 10 tháng rồi ạ chị? Chị bầu 10 tháng rồi ạ? Chị lấy kính dây chị ơi, bầu 10 tháng lấy kính dây cho em ạ. Cái này hôm nọ chị mua. Mà 22 ạ, mà 22 rất là đẹp luôn chị gái. Cái này là poly size mà chị gái, poly size lên các chị gầy hay các chị béo lên bọn được các chị nhá. Đây ạ, 22 các chị này, 22 kèm số điện thoại cho em ạ. 22 còn rất là ít hàng các chị gái nhá. 22 cái màu này, cái mẫu này còn rất là ít luôn. Còn rất là ít, sẽ không về hàng đâu. Hôm nay đi nhặt mãi thì mới mỗi màu chỉ được có 10 chiếc cho các chị thôi. Mỗi màu chỉ được 10 chiếc các chị. Chị để lại số điện thoại, các chị nào để lại số điện thoại thì em chốt hàng nhá. Chị nào mà không để lại số điện thoại thì em ship hết được hủy đơn luôn. Tại vì mẫu nó không còn nhiều. Và nhà em chỉ chốt hàng ngày mai này. Chị nào gọi điện nghe máy trước thì em sẽ chốt trước các chị nhá. Tại vì tránh trường hợp nhà em sẽ không giữ đơn. Gọi cho các chị nhiều lần các chị không nghe máy thì nhà em ship hết đồ hủy đơn luôn các chị nhá. 79k một áo ạ, 65 cân vừa chị gái ơi, 65 cân vừa nhé chị Hà Trần ơi. 79k một áo, chị Việt Vân Trinh ơi, 79k. 79k thôi các chị, nhìn thấy chất áo không? Này, chất áo này. Chất lái áo này quá đẹp luôn chị. Quá là mịn, quá là đanh luôn. 79k một áo cho các chị nhá. Bán giá để cho các chị ủng hộ nhà Thủy Nguyễn nhá. Đây ạ, luôn cái bán giá ủng hộ cho các chị. 7 tháng á, 7 tháng thì không có mẫu nào vừa rồi. 7 tháng đi đợi sinh xong lại chị mua áo nhá. Sắp tới sẽ qua mua một cái áo rộng này, thế nào béo lên mặc áo rộng rất là xinh luôn này. 7 tháng có áo rộng không? Chị lại đi rồi, một lát nữa mình sẽ lay áo rộng chị nhá. 22 này, 22 này, 22 quá là xinh không chị nhá, cực kỳ đẹp luôn ạ. Thế là lấy 22 còn men lên tay em là 22 em ạ, còn 10 chiếc đây luôn nhá. Rất là xinh luôn. Ở xe. Quá đẹp luôn anh chị nhá. 22 kèm số điện thoại cho em ạ. 22 cực kỳ mềm và xinh luôn. Chất vải thì quá là tuyệt vời luôn chị nhá. Không để sale được. Không mềm thì nhão vải đâu chị ạ. Rồi ok chị Hồng nhân này. 22 này. 22 79k nữa các chị, nhìn thấy dáng áo đi. Đứng xa để cho mọi người nhìn dáng áo này, đứng xa mọi người cầm dáng áo đi, quá là đẹp luôn các chị này. Chất vải cũng quá là đẹp luôn các chị gái ạ. 79k một áo thôi. Ok chị Hà Trần mã 22 nhá. Rồi hôm nay em sẽ like đến mẫu 25 nhá, là sẽ cho các chị nghỉ sớm các chị nhá. Quá là xinh luôn này. Bây giờ qua mẫu tiếp đi cho các chị xem và nghỉ sớm nào. Người đẹp ơi. Rồi ok Hà Trần 22 này, bây giờ sẽ qua nhanh mẫu 23 các chị nhá. 23 này, 25 này em nghỉ sớm các chị nhá. Mã 23 này, mã 23 79k này, quá đẹp luôn. 79k này các khách chia sẻ livestream cho em nha. Chị ơi, các chị ơi, các chị ơi. Bây giờ qua luôn mã 23 này, ok chị Bình Nguyễn 22 rồi. Bình Nguyễn số loại với mình chứ nhỉ? Phải có số loại bên em mình trước luôn nhá. Mã 22, mình mã bao nhiêu 23. Mã 23. Mã 23 là một cái áo đen dáng rộng chị nhá, dáng rộng ạ. Thế nào béo đi vào đây thì bon chen được các chị nhá. Áo dáng rộng nên chị nào béo là bon chen được ạ. Cho chị Huế Nguyễn cái mã 22 này. Chế nào mà muốn nhặt xỉ ạ thì comment cho em là xỉ kèm theo số điện cho em nha. Để ngày mai em sẽ gọi điện cho đơn các chị nhá. Bây giờ cho con mã 23 này, mã 23 là một kéo rộng ạ. Hạnh Phúc Nguyễn ơi, để lại số điện cho em nhá, phải có số điện bên em cho đơn chị Hạnh Phúc Nguyễn nhá, phải có số điện bên em cho đơn ạ, còn không có số điện lại bên mình đơn luôn các chị nhá. Ok, Bình Nguyễn qua này. Mã 23 này, qua nhanh các chị nhá. Bây giờ nhà em sẽ qua nhanh các chị nhá. 23 nghe số điện thoại đi ạ. 23 tổ team Phan Gen các chị gái ơi, đây là 23 nhá. Rồi, nhận được số điện thoại của chị Bình Nguyễn rồi này. 23 kèm số điện thoại cho em nào. Qua mẫu 25 là kết thúc này mọi người nhá, để cho mọi người ngủ sớm. Em ơi có. Ôi anh hỏi câu liên quan quá, không liên quan gì đến anh nhá. Gia đình anh chưa có liên quan gì đến anh mà anh hỏi nhỉ. Chỗ chị em đang bán hàng có phải đây hỏi linh tinh không? Mà 22 là 23 là một cái áo dáng rộng này chị này. Áo dáng rộng và là cổ tim rất là xinh luôn ạ. Màu đen cực kỳ là yêu luôn. À, màu hồng, đây là màu đỏ chị ạ. Chị canh đang mặc là màu đỏ chị nhá. Chị này áo canh mặc chị comment đây là canh mặc kèm số điện thoại em nhá. Canh mặc kèm số điện thoại em ạ là mã canh mặc ạ. 23 kèm số điện thoại cho em nào. 23 kèm số điện thoại để chốt hàng các chị nhá. 23 này không còn nhiều hàng đâu các chị ơi. 23 79k các sành các chị nào để số điện thoại nhanh nào. 23 đây ạ, à, cổ tim rất là xinh các chị nhá. Cổ tim rất là đẹp luôn. Màu đen không hề kén da một chút nào các chị nhá. Màu đen thì ai cũng có thể mặc vừa rồi. Màu đen là một cái màu rất là dễ mặc nhá. Màu đen rất là đẹp luôn các chị ạ. 23 đây ạ. À. Quá đẹp luôn này. Ok chị Hạnh Phúc Nguyễn Sỉ à. 79k một áo. Em nói thật các chị lấy sỉ bên nhà em đi. Các chị lấy sỉ các chị cho vào cửa hàng, bán vào cửa hàng, bán ở chợ hoặc bán ở cửa hàng các chị bán là giá 200 180 vẫn ok luôn các chị nhá. Áo bên nhà em, chất bên nhà em các chị lấy sỉ về các chị bán 180 bán 200 vẫn ok luôn các chị nhá. 79k một áo thôi ạ. À. Bạn ơi. 19 vàng. Chị Thanh nào ơi, chị có đây lại số điện thoại là chị được chốt hàng nhé chị Thanh nào nhá. Chỉ cần để lại số điện thoại là chị được chốt hàng ạ. À. Chị Thanh nào có số điện thoại rồi thì ngày mai để ý điện thoại nghe máy thì nhà em sẽ chốt hàng, có điện tư vấn chốt hàng cho các chị nhá. Nhà em chỉ chốt hàng cho các chị nào nghe máy thôi. Và ai chốt hàng này phải vừa cân với các chị này, phải có mau các chị chọn này thì nhà em mới gửi hàng nhá. Không vừa cân thì nhà em cũng không gửi hàng đâu các chị gái ạ. Không vừa cân, không có áo, không có màu của các chị thì nhà em cũng không gửi hàng đâu các chị gái nhá. Phải gửi đủ cân, phải gửi đúng cân, đúng chất cho các chị ạ. Rồi ok chị Hạnh Phúc Nguyễn để lại số điện thoại chưa ạ? 23 nhá các chị nhá, cổ tim rất là xinh này. Em sẽ qua mẫu 24 luôn các chị gái nhá. Qua mẫu 24 luôn đây ạ. Mã 23 là một cái màu đen cực kỳ là đẹp luôn. Không hề lồi bụng chị nhá. Thế nào béo bụng béo bắp tay thì mặc cái 23 rất là xinh luôn. Không hề lồi bụng chút nào đâu chị nhá. Bây giờ qua okay, mẫu 24 chị Thanh nào nhá. Qua luôn mẫu 24 các chị gái này. Mẫu 24 này. Đến mẫu 25 sẽ nghỉ like chị nhá. Các chị nhanh tay đặt hàng cho em bên tay cho em ạ, không là hết hàng đi ạ. Em sẽ qua luôn mã 24 các chị nhá. Khoáng chút đi. Cực kỳ là đẹp luôn, một cái áo khóa này, áo kẻ đen khóa này. Ok Hạnh Phúc Nguyễn nhé. Áo gì đấy? Mã canh rồi. Ok không lên mã canh này. Mã canh là áo đâu các chị nhá, rất là xinh luôn này. Bây giờ sẽ qua luôn mã 24 đấy chị này. 24 79k này, khách chia sẻ livestream với em này. 24 ạ, 79k các chị nhá, cực kỳ đẹp luôn. Ai mà lấy sỉ, ai chốt sỉ thì comment cho em là sỉ kèm số điện thoại cho em nhá. Sỉ kèm số điện thoại cho em để ngày mai em gọi điện chốt sỉ các chị nhá. Các chế ơi, các chế nào mà đã chốt đơn giúp em rồi thì ngày mai nhớ lưu ý cầm máy cho em ạ. Và sáng ngày mai em sẽ gọi điện chốt đơn cho chị ạ. Chế nào cầm máy trước thì em chốt trước, còn cầm máy đâu chốt sau ạ. Chế nào không cầm máy em hủy đơn luôn ạ. Bây giờ sẽ qua luôn mã 24 ạ. Ok 24 Thanh Hạnh này. 24 79k chị yêu nhá. 79k một cái áo có khóa cực kỳ là xinh luôn ạ. Một cái áo kẻ đen này, kẻ đen trắng cực kỳ là xinh luôn. Ok chị Họ Dâu Vàng này. Có khóa luôn các chị nhá. Áo có khóa cực kỳ là lạ luôn này. Độc và lạ luôn, chỉ nhà Thủy Nguyễn mới có rồi ạ. 79k là cách chia sẻ livestream thôi ạ. Quá là xinh và đẹp luôn. Giá thì cực kỳ là yêu thương luôn các chị nhá. 79k. Cái màu kẻ đen trắng là cái màu rất là đẹp luôn, không bao giờ bị lỗi mốt chị nhá. Năm này qua năm khác không bao giờ bị lỗi mốt đâu ạ. Màu kẻ trắng cực kỳ là xinh luôn. Áo 24 là một cái kẻ trắng rất là xinh luôn. Có khóa ở cổ các chị nhá, rất là yêu luôn ạ. Chế nào lấy thì comment nhanh tay cho em là 24 cho em ạ. Ok Thanh Hạnh này. Thúy Hạnh một cái mã 24 này. 23 mấy màu, 23 là cái gì nhỉ? Cái đẹp nhỉ? 23 vừa like xong. 23 là có màu trắng gì nhá, có màu trắng màu đen gì ạ? 23 là cổ tin có trắng mà màu đen nữa ạ. 23 có hai màu trắng đen các chị nhá. Qua 24 là một cái màu kẻ rất là xinh ạ, kẻ đen cực kỳ là xinh luôn, có khóa đằng trước rất là yêu luôn các chị nhá. Chế nào lấy 24 thì comment cho em ạ. Chị Thủy Vũ ơi, không rộng đâu chị nhá, không rộng chút nào đâu ạ. Các chị cứ để lại chiều cao cân nặng để em tư vấn các chị nhá. 24 cực kỳ là xinh luôn các chị này, ai lấy 24 thì comment cho em là 24 cho em ạ. Rất là xinh luôn các chị nhá. Cực kỳ là xinh luôn này. Ai lấy 24 thì nhanh tay comment cho em là 24 kèm số điện cho em nha. Quá là xinh, quá là đẹp luôn các chị nhá. 24 ạ. Chị Điệu Nứt ơi, chị Điệu Nhật ơi, chị để lại số điện cho em nhé. Phải có số điện cho em trước đơn chị nhá, còn không có số điện em hủy đơn luôn các chị nhá. 24 kèm số điện cho em ạ. rất là đẹp luôn, chất vải khỏi máy bàn luôn chị nhá. Chất vải khỏi máy bàn luôn, cực kỳ đẹp và mịn luôn các chị nhá. Cực kỳ đẹp luôn các chị ạ. Thế nào lấy cái 24 thì comment nhanh tay cho em là 24 cho em ạ. Nhà em qua nốt mẫu 25 sẽ được nghỉ like, sẽ nghỉ like nhé mọi người nhá. Qua nốt mẫu 25 sẽ nghỉ like này. 23 trắng nữa nha. Rồi ok chị Hạnh Phúc Nguyễn nhá. 65 kg vừa chị Thùy Vũ ơi, 65 kg vừa ạ. 65 kg vừa nhé các chị nhá. Mắt lưu diêu buồn ngủ rồi các chị ạ. 2 giờ. Gần 11 giờ kém rồi mà vẫn rất đông các chị đang xem. Thứ giờ các chị cũng ngủ muộn thật đấy. 24 67 cân vừa, 67 cân chị cao mét bao nhiêu hả chị Thúy? 67 cân cũng phải tùy thuộc vào chiều cao chị nhá. Đã chia sẻ. Rồi, cảm ơn chị Cô Ngốc Hòa Phạm rất là nhiều này. Chị Cô Ngốc Hòa Phạm là một khách hàng rất là có tâm, ủng hộ bọn em rất là nhiều luôn. Rồi, em cảm ơn chị nhá. Chúc chị Cô Ngốc Hòa Phạm, chúc chị Cô Ngốc Hòa Phạm ngủ ngon nhá. Không mày là cái gì nhỉ chị nhỉ? Em cũng không nhớ không mày là cái gì nữa. 25 cái nào? Thôi cái đấy đi. Hôm nay like rất mẫu 25 các chị yêu nhá. Rồi xin nghỉ số giúp chị nghỉ số này. Ai lấy 24 thì cánh tay comment cho em là 24 cho em nhá. 24 comment cho em là 24 kèm số đợi cho em ạ. Một cái áo rất là xinh luôn các chị nhá. 1m56 đi hơi kích rồi chị ạ. 1m56 đi không vừa rồi. Rồi chị Thùy Vũ 24 này, 24 chị Yên Quân này. 24 các chị không lấy là tiếc luôn. Cái kể đây là cái cổ khóa đằng trước các chị gái nhá. Cổ khóa có thể kéo được này. Cổ khóa đằng trước chị gái nhá. Màu kể đen rất là xinh các chị gái ạ. Màu đen rất là xinh các chị gái ơi. Màu đen rất là xinh luôn ạ. Chị lấy cái đấy thôi. Chị Thùy Vũ ơi, em đã nhận được số điện thoại của chị rồi nhá. Em sẽ chốt hàng cho chị Thùy Vũ nhá. 24 chốt hàng cho chị Thùy Vũ này. Em đã nhận được số điện thoại của chị rồi ạ. Sẽ like một mẫu nữa cho các chị nhá. 24 67 cân mà khối đây là 6 vừa chị Thùy ơi. Vừa nhá chị Thùy ơi, 67 cân 1m56 vừa ạ. Nó con độ con giãn các chị gái này. Nó có độ con giãn này. Màu đen trắng này mặc cũng không sờ lờ bụng đâu chị gái ạ. Không sờ lờ bụng các chị nhá. 24 rồi, 24 rồi cho chị Thùy Trang này. Cổ sau mà, cổ trước chị ạ, nói chung là cổ đây là cổ trước chị gái ơi. Cổ trước cổ sau đều mặc được các chị gái ạ. Cái cổ này mặc được hai kiểu luôn. Các chị để khóa đằng trước hay là các chị để khóa đằng sau cũng được các chị nhá. Rất là dễ mặc luôn. 52kg không vừa. Đây ạ. Em 51kg đây chị gái ơi. Em 51kg mà còn không rộng nhá chị gái nhá. 51kg không rộng đâu. Em 51kg các chị gái nhá. Em 51kg đấy ạ. Ok chị Thùy Vũ nhá. Ok chị Thùy Vũ ạ. Chị cao 1m65, 1m65 vừa xinh luôn. Sao dáng đẹp vậy? 1m65 dáng quá là chuẩn luôn. Ai lấy 24 nhanh tay comment cho em là 24 nhá. 24 cực kỳ là xinh luôn này. Áo len chị gái ơi, đây là áo len. Áo vải len nhá. Có khóa rất là đây xinh là áo luôn. Len ạ. Kẻ đen trắng rất là xinh luôn. Cái kẻ đen trắng này không bao giờ nó vỡ đâu các chị ạ. Không bao giờ nó vỡ đâu các chị nhá. Ok chị Thúy này, 24 chốt cho chị Thúy này. Các chị không nhanh tay là hết hàng đây, cái mẫu này cũng rất là ít hàng luôn. Rất là ít hàng luôn, nhanh tay thì còn hàng các chị nhá. 24 còn kèm comment là số điện em nhá. Rất là đẹp. Cái cổ này các chị thích mà cổ khóa đằng sau cũng được, mà các chị thích mặc cổ trước cũng được nhá, mặc được hai cổ mà các chị gái. Mặc được hai cổ luôn, thích mặc đằng nào cũng được luôn ạ. À. Đây nhá, dáng áo đây ạ. À. 24 kèm số điện thoại cho em nhá. Sẽ qua nốt mẫu 25 sẽ nghỉ like nhá mọi người nhá. Mẫu 25 qua lớp mẫu 25 cho các chị sẽ nghỉ like này các chị gái này. Mẫu 25 là một cái áo màu xanh rêu các chị nhá. Ai lấy 24 nhanh tay comment em là 24 cho em ạ. 24 là áo kẻ đen trắng rất là xinh luôn nhá chị nhá. Rất là xinh luôn và không bao giờ bị lỗ mất đâu ạ. Rồi em chào chị Dung, không bao giờ lỗ mất đâu các chị nhá. Em chào chị Dung Dung nhá. Nào lấy nhanh tay comment em là 24 cho em ạ. Hàng có rất là ít ạ. Chị Dung mà xem muộn thế. Chị Dung mà xem muộn vậy. Hạnh Phúc Anh Nguyễn rồi. Ok rồi luôn cho chị Hạnh Phúc Anh Nguyễn nhá. 25 này. Em nói thật với các chị. Em nói thật với các chị là bán 79.000. Các chị nào mà lấy xỉ áo bên nhà em ấy, về các chị cứ bán giá 180, 150 cũng được, ok luôn các chị nhá. Tại vì cái vải bên nhà em bán 79.000 cho các chị. So với bên ngoài là cũng phải 179.000. So với người khác bán em cũng đảm bảo với các chị luôn là 179.000 đấy ạ. Không hề nói sai các chị một câu nào luôn đâu. Bây giờ em qua luôn một cái áo màu xanh rêu các chị nhá. Màu xanh rêu cực kỳ là xinh luôn này. Mã 25 này xinh quá. Mã 25 các chị nhá. Đây là mã 25 các chị gái này. Mã 25 79 cao một áo thôi ạ. Áo rộng 68 cân à. Rất là nhiều áo 68 cân. Nhà em kết thúc like thì chị có thể xem lại like nhá. Mà mời chị Thúy, em thấy chị Thúy cũng lấy áo. Mời cái áo rất sao mà chị Thúy nhờ. Mã 25 là rất là xinh luôn chị này. 65 cân đổ về là mặc vừa các chị nhá. Cực kỳ là xinh luôn, chất vải khỏi phải bàn luôn. Đẹp mê ly hút hồn luôn ạ. Cái này 65 cân thì em sợ hơi kích. Cho chị Ánh Kim một cái bạc 25 gieo nhá. Cái này các chị 60 cân đổ xuống đi mọc vừa thôi ạ. 60 cân đổ xuống mọc vừa nhá. Cái mã bao nhiêu nhỉ? Mã 25 này các chị 60 cân đổ xuống mọc vừa các chị gái nhá. 60 cân đổ xuống thôi, cái form này nó hơi ôm lên 60 cân. Đông Hoàng nhá. Ok Đông Hoàng này. Ok. 25 không có màu khác chị ơi, 25 chị lại có màu xanh thôi. Màu xanh rêu đi trở lại đấy các chị ơi, màu xanh đi trở lại đấy các chị này. Màu xanh này kén da đâu. Màu chị nhá, màu xanh rêu màu đen các chị nhá. Màu xanh này không hề kén da đâu các chị gái ạ. Không kén da một chút nào luôn. Mã 25 có hai màu chị nha, hai màu ạ, màu đen và màu xanh các chị nhá. Thế nào lấy màu nào thì comment lên màu game ạ. Có hai màu xanh và đen các chị nhá. Rất là đẹp luôn, chất vải thì khỏi bàn luôn chị nhá. Đẹp lên lên luôn chị ạ. Luôn các chị ạ. Ok chị Việt Phạm mã 25 này. Đây ạ, 44 cân vừa chị nhá. Chị Bùi Phương có số điện thoại gì nhỉ? Rồi chị có số điện thoại rồi. Ok chị đừng biết mã 25 này. Vừa chị nhá. Mét 56 vừa chị nhá. 68 cân chị Cam 68 cân à? 68 cân thì chị lấy cái nào cho vừa nhỉ? 68 cân mặc áo cánh rơi chị gái. Cánh rơi nhá, cánh rơi màu đỏ đỏ này. Chị gì đấy? Chị là 68 cân nhỉ? Chị Thủy Nguyễn ơi, Nguyễn Thủy ơi. Chị Nguyễn Thủy ơi, chị 68 cân mặc áo cánh rơi cho em nhá. Mặc cánh rơi màu đỏ rất là xinh luôn, vừa thoải mái luôn chị nhá. Chị Thùy ơi, áo cánh rơi này chị này, 68 cân thì mặc vừa áo cánh rơi này nhá. 68 cân chị mặc áo cánh rơi này vừa xinh chị nhá. Cho chị nhanh dần một cái mã 25 cho chị, Trúc Nguyễn một cái mã 25 cho chị, Sinh Đào cái mã 25 này. Rồi chị Kim Ánh ơi, chị để mã nào chỉ cần là có số điện thoại thôi, ngày mai 25 có hai màu nhá chị nhá. Màu đen và màu xanh các chị ạ. 60 cân đổ về là mặc vừa chị yêu nha. Ai lấy 25 thì comment nhanh tay cho em 25 nha. Chị Bùi Thị Phương, ok Bùi Thị Phương này. Chị Nhung Sen ơi, chị Hồng Sen ơi, chị lấy mã nào thì comment cho em mã số cho em nha. Chị Hồng Sen nha, có số điện thoại mà không mã số em không chốt được đâu đâu ạ. Nhanh cần có số điện thoại nhỉ? Chị rồi, có rồi. Chị Phương có số điện thoại ở trên, từ trên rồi. Chị Hồng Sen ơi, chị lấy cái mã nào thì comment cho em cả mã số chị Hồng Sen nhá. Phải có mã số em mới chốt đơn đơn ạ. Không có mã số là mà ngày mai em gọi điện sẽ giúp mình chốt đơn nhầm đấy chị nhá. Ai lấy gì thì vui lòng nhắn tin em, nhắn tin số điện thoại và kèm theo chỉ cho em nhá. Còn hiện tại là mã cuối cùng là mã 25 các chị nhá. Hôm nay khủng thật, like tận 25 mẫu. Đây 2 lần. 25 rồi, 25 chút đó cho chị Hà My này. Cho xem. Cho xem mẫu này à chị đấy chị ơi. Cánh rơi mặc 68 cân vừa chị nhá. Chị Mỹ Hạnh nha. 68 cân chị mặc cái vừa này chị Thúy ơi, 68 cân chị mặc vừa cái này chị nhá chị ơi, nhá. Cái này chỉ có màu đỏ chị nhá, có màu đỏ đấy ạ. Ok cho chị Tiến Hôm Mỹ mã 25 này. Xinh luôn này, áo cánh rơi rất là xinh các chị nhá. Chị Thúy Nguyễn ơi có màu đỏ đó chị nhá. À đây bảo chị lấy thần thánh cái này. Chị ơi cái thần thánh này cũng vừa nhá. 07 là cái đây à? 07 là cái gì vậy chị Ánh ơi? Ơi. Chị 65 cân thì mặc cái thần thánh cũng được, cái thần thánh thì 68 cân mặc thoải mái thôi chị nhá. Like lại 07 là cái gì chị gái? Em không nhớ 07 là cái gì đâu. Like 25 mẫu 07 bây giờ em không nhớ là cái gì đâu chị gái ạ. Tí nữa bây giờ em kết thúc livestream này. Sau đó chị có thể xem lại livestream nhá. Chị Thúy Nguyễn ơi, chị 68 cân thì chị mặc cái thần thánh này cho em nhé. Cái thần thánh này bán chạy lắm luôn chị ạ. Là cái mã thần thánh hết ở bên nhà em luôn ạ. Được chị Dâu Họ Vàng ơi. 75 cân mặc thoải mái luôn. Xem lại chị, xem lại livestream thì chị có thể là 85 cân mặc thoải mái luôn chị này. Xem lại livestream sau đó chị chọn thêm nhá, chọn thêm. Chọn đường nhé chị gái ơi, không thích. Đây, thế thích cái này này chị Thúy ơi, cái này rất là đẹp luôn chị gái này. 65 cân đầu về à, 68 cân mặc vừa chị Nguyễn Thúy nhá. 68 cân mặc thoải mái luôn. Cái mã thần thánh bên nhà em ạ. Chị xem lại livestream để xem lại cái mã thần thánh bên nhà em nhá. Cái mã thần thánh này bên em like cái like lúc trước ấy ạ. 68 cân mặc vừa cái này chị gái nhá. 68 cân thì mặc vừa cái này xinh này. 68 cân thì vừa cái này xinh các chị gái này. 68 cân mặc vừa cái này rất là đẹp luôn. Ok Dâu Họ Vàng này, Dâu Họ Vàng ơi, cái mã canh mặc thì bạn comment là canh số điện cho em nhá. Dâu Họ Vàng có số điện nhỉ? Dâu Họ Vàng, chị Dâu Họ Vàng có số điện thoại rồi đúng không ạ? Ok nhanh Trần nhá, hình như chưa có. Chị Dâu Họ Vàng ơi, comment em cả số điện thoại. Ok chị Nhân Trần nhá. Ok chị Nhân Trần ạ. Áo canh mặc nhé. Rồi ok họ Dân Họ Vàng này, Dâu Họ Vàng để lại số điện thoại cho em nha. Phải có số điện bên em mình chốt đơn được chị nhá. Xem lại like chọn thêm rồi. Được chị Dâu Họ Vàng nhá. Các chị xem lại livestream để chọn lại đơn cho em nha. Chị Dâu Họ Vàng ơi, chị lấy cái mã nào thì comment cho em mã số kèm số điện thoại cho em nhá. Phải có số điện thoại bên em chốt đơn cho chị nhá. Còn không có số điện thoại bên em hủy đơn luôn cho chị nhá. Các chị ơi, bây giờ em sẽ chuẩn bị kết thúc live ạ. Sáng ngày mai và buổi sáng ngày mai em sẽ gọi điện chốt đơn cho chị từng chị một ạ. Chị nào cầm máy trước thì em sẽ chốt trước chị nhá. Rồi chị nào mà cầm máy sau nhấc máy sau chị nhấc chốt đâu ạ. Cho thêm cái chị cái đi. Ok chị Dâu Họ Vàng nhá. Chị dâu họ Vàng ơi, chị lấy cái áo mà bạn ấy cầm thì comment dưới là mã thần thánh cho em nhé. Mã thần thánh là cái áo bạn ấy cầm ạ. Chọn lại là nhắn tin lấy hàng sau. Chị Hạnh Phúc Nguyên ơi, chọn lại hàng là chị cứ xem lại livestream rồi sáng ngày mai nhân viên em sẽ gọi điện. Thì chị chốt mã cho em ạ. Sáng ngày mai em sẽ gọi điện cho từng chị một để chốt mã lại các chị nhá. Ok, dâu họ Vàng này, sáng ngày mai mình sẽ gọi điện chốt đơn các chị nhá. Các chị vui lòng cầm máy điện thoại vào sáng ngày mai để em sẽ gọi điện để chốt đơn. Các chị chỉ cần nói cân nặng và chiều cao, em sẽ tư vấn sai chị nhá. Vừa thì em mới gửi, còn không vừa em sẽ không gửi đâu ạ. Các chị yên tâm là vừa em mới gửi. Ok, em nhận được số điện thoại của chị dâu họ Vàng rồi nhá. Các chị ơi, bây giờ khá là muộn rồi, gần 11 giờ rồi, cũng rất là muộn rồi. Bây giờ sẽ tạm biệt mọi người ở đây nhá. Cho em 2 và 19 rồi. Các chị ơi, các chị cứ để lại số điện thoại ạ. Các chị chỉ cần để lại số điện thoại này, sáng mai sẽ có người gọi tư vấn size, tư vấn màu cho mọi người ngay lập tức. Mọi người nhớ sáng mai này, ai đặt hàng thì mọi người nhớ để ý điện thoại để nhà em gọi nhá. Để nhà em gọi tư vấn size, tư vấn màu cho các chị, sau đó nhà em sẽ chốt hàng gửi hàng cho các chị luôn nhá. Tránh trường hợp nhà em gọi mới chục lần, gọi cháy máy luôn mà các chị không nghe máy thì nhà em sẽ xin phép được hủy đơn luôn nhá. Sẽ không giữ hàng đâu ạ. Hẹn gặp lại các chị vào buổi tối ngày mai lúc 8:30 nha các chị nha. Buổi tối ngày mai em sẽ like mẫu mới luôn các chị nhá. Rất nhiều hàng hay mới đẹp. Rất là nhiều mẫu nào cũng đẹp mà chị Thúy, mẫu nào cũng đẹp luôn mà. Mẫu nào nhà em chọn dáng hết rồi đấy các chị yên tâm. Mẫu nào nhà em cũng đảm bảo đẹp cho các chị luôn. 68 cân đúng không? Ừ. Chị lấy cánh rơi nữa rồi. Chị nên lấy cái cánh rơi màu đỏ và lấy cái áo thần thánh mà em vừa rơi vào đấy chị nhá. Là vừa chị nhá, chị Thúy nhá. Rồi bây giờ thì tạm biệt mọi người nhá. Ok, Hạnh Phúc Nguyễn lấy cánh rơi ok ạ. Nhỏ. Rồi bây giờ em chào tạm biệt mọi người nhé, chúc mọi người ngủ ngon ạ.